Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít. À mà các bạn ơi, dạo gần đây đấy thì ở cái channel của mình đấy có hai cái thằng nhân vật cực kỳ lạ, một thằng có tên là Pro, một thằng có tên là Noob. Hai thằng ấy nó cứ suốt ngày nó lại đấu tranh với nhau các bạn ạ. Thì hôm nay chúng nó có đấu tranh với nhau là chúng nó gặp mình á, chúng nó nói mình là bọn tôi muốn đấu để xem căn nhà tự động của ai đẹp hơn. Đấy, vì thế mà hôm nay là mình phải tạo ra một cái clip này để cho các bạn là khán giả chấm điểm hộ mình, chưa mình rất là gà về da đỏ các bạn ạ. Thì hôm nay sẽ cuộc chiến của Noob cũng như là Pro, thì hai đấy nó sẽ thi đấu xem cái nhà của thằng nào đẹp hơn. Thì các bạn hãy chấm điểm cho mình biết nha. Thì nếu các bạn thấy nhà của Noob đẹp hơn thì các bạn comment ở dưới với cái hashtag là Noob, còn các bạn mà thấy nhà của Pro đẹp hơn thì các bạn comment ở bên dưới là hashtag Pro nhá. Thì một tí nữa mình sẽ đi qua nhà của thằng Pro trước, sau đó là mình sẽ qua nhà thằng Noob để xem hai cái nhà chúng nó thế nào, rồi các bạn hãy chấm điểm phụ mình nha. Ok, let's go. Rồi, ok mọi người ơi, và hôm nay mình sẽ đi qua của nhà Pro trước để xem căn nhà của anh ta thế nào nha. Nói đến Pro là biết ngay là anh ta là một người xây nhà cực kỳ giỏi rồi đúng không? Đây, thì Pro đang cư ngụ tại một hòn đảo ở đây các bạn ạ. Anh ta chọn khu vực xây nhà là một hòn đảo. Bây giờ mình sẽ đi qua và xem anh Pro làm ăn tới đâu rồi nào. Chắc là nhà của Pro phải đẹp lắm đấy các bạn ạ. Ok, hello. Ủa, nhà của nó đâu? What? Thằng này nói mà không tham gia cuộc chơi à? What the hell, Pro, hello. Tới rồi à? Cậu hãy nhìn ngôi nhà của tôi đi. Nó rất là vĩ đại đúng không? Tôi có thấy ngôi nhà nào đâu. Bình tĩnh, đừng có nóng. Bây giờ cậu hãy cầm con mắt Ender này và bó vào cái dương bên kia đi. Sẽ có bất ngờ cho cậu đó. Con mắt Ender nào? Ủa, đây có một con mắt Ender gì đây? What the hell? Bó vào cái dương bên đây. Cái gì đây? Mày làm cái gì đây? Ma thuật à? Magic, wow. What? Cái gì xảy ra ấy? Wow, mọi người. Wow. Vai. Ui. Thằng này kinh ấy. What the fuck? Các bạn nhìn nhà của thằng này này. Wow. Nó tự xây luôn. Vai. Ui, đúng là pro quá khác anh em ơi. Wow. Gắt vậy. Ui. Wow. Mình đang ngạc nhiên mọi người ơi. Tại sao pro có thể... Ui. Kinh quá. Ui anh trai. Bá đạo vậy. Ui. Wow. Bất ngờ nha. Thanh niên này chế đâu ra một cái máy xây nhà tự động này. Kinh. Wow. Mình đang ngạc nhiên các bạn ạ. Wow. Mình nghĩ là thanh niên này thắng rồi. Thằng núp nó không đủ trình độ để so sánh với thanh niên pro đâu. Ôi, một căn nhà vĩ đại vãi chưởng. Tự xây luôn. Vãi. Wow. Đúng là pro khác nhờ. Tự trộn xi măng, tự xây nhà luôn các bạn. Vãi thật. Gì mà kinh điển vậy anh trai. Đúng là pro khác các bạn ơi. Những cái người gọi là gà như mình thì không thể nào mà có thể tự xây một căn nhà mà nó tự động như này được. Mình phải xây mất bao nhiêu ngày thì mới được một căn nhà như này. Đằng này nó... Wow. Wow, thật bất ngờ. Quá đẹp luôn. Tự xây luôn. Không biết bao giờ mới xong nhờ. Một căn nhà tự xây. Mình cứ nghĩ là nó sẽ phải bỏ thời gian để tốn công sức để nó xây. Đằng này nó quá pro luôn rồi. Nó tự xây luôn. Wow, vãi, tự làm cỏ làm đất luôn, vãi trưởng, ui anh pro, tại sao anh có thể giỏi như vậy? Vào tham quan căn nhà của nó mới được. Đây là hàng rào xung quanh à? Wow, mọi người thấy sao? Mọi người thấy nhà của pro có đẹp không? Comment ở bên dưới nha. Nếu các bạn muốn pro chiến thắng thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Wow, nhà pro đẹp quá. À. Gì đấy? Shit. Có thể đổi được giáp luôn này. Đổi giáp vàng, giáp bạc, giáp kim cương luôn, giáp sắt luôn. Này là cái gì đây? Cái gì đây? Rồi một cái máy
tạo ra mắt Ender luôn. Wow, quá gắt. Cái này là cái gì đây? Ô, một cái gì đấy nhở? Chưa hiểu. Ô, chỉ cần ấn là có, tự nhiên có một cái xe mỏ nó xuất hiện. Wow, quá đẳng cấp. Hay ở nha. Đây là cái chỗ để giấu cái xe mỏ à? Wow, cái này thì sao nhỉ? À, đây là cái bếp. Wow. Chất. Đây là cái gì đây? Tự tạo ra một cái bàn chế tạo luôn. Bá đạo thì đừng gạt gạo luôn. Gì đấy? MP. Bỏ đây. Nhưng không hiểu bỏ đây vào đây để làm gì hết. Đây là những cái đồ. Những cái giường là chứa đồ ăn ở bên trong à? Wow, chất quá nhỉ. Cất này đi được luôn đúng không? Wow. Hôm nay đi, bật này sao? À, cái này bật tắt cái đèn ở ngoài hành lang. Nhà đẹp thế này thì núp tuổi gì đây? Ô, đây có một cái quả Ender Dragon này. Wow. Nhà đẹp quá. Mặc dù nó hơi bé một tí, tuy nhiên là ôi, bản thân mình thì mình sẽ vote cho Pro mất. Pro xây nhà bá đạo vãi cả lồng đen trung thu à. Vãi cô phù thủy các bạn ơi. Wow, đúng là Pro khác. Wow, ngưỡng mộ các bạn ơi. Quá ngưỡng mộ Pro. Rồi bây giờ mình sẽ đi thảm bay hay đi trổi qua nhà của Noob để xem thử xem cái căn nhà của nó thế nào nào. Mình nghĩ là Pro thắng chắc rồi. Thì là mình vẫn phải đi qua để xem nhà của Noob thế nào. Wow, nhà Pro đẹp quá. Đẹp vãi trưởng luôn. Anh thắng chắc rồi. Chú Choa Mã ơi, thằng này nó xây nhà ở chỗ chị mua rửa. Khu rừng hoang vu thế này mọi người. Trời ơi, nó bắt mình. Ui rồi, cái gì thế này? Cái gì đấy? Đùa tôi à? Vãi, cái nhà gì thế này? Nhà còn núp à? Đúng núp luôn đấy anh em ơi. Ôi, mình nghĩ là kết quả đã có rồi đấy. Núp rồi, không có nhà chứ. Hay thôi đi về luôn nhở? À thôi, tiện thể vào xem từ cái nhà đó. Ui, cái gì thế này? Gì? Nó kêu cái gì đấy? Cầm cái đất là gì? Kêu đập cái đất vào trong cái giường. Đất vào giường làm gì? Vãi. Uầy, cái gì đấy? Ui, cái gì đấy? What? Cái gì này? Mình chưa hiểu cái chuyện gì xảy ra ở đây hết này. À, nhà thằng này ở trên nhìn nó bẩn bẩn xấu xấu mà sao lên trên đẹp, xuống dưới đẹp đấy nhở? Wow. Thằng nó xây thế này để lừa mình hay sao ấy nhở? Wow. Ui, thằng này núp mà sao xây nhà kinh vậy? Gì đây? Passbook. Chắc để cái này vào ha. Wow. Cái gì ấy? Nhà thì hiện đại ấy. Trong đây còn có cái gì này? Cái gì ấy? Wow. Mình nhìn là mình chả hiểu cái gì luôn. Nào. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Hiện đại ấy. Trong đây có một cái phòng. Cái gì ấy? Mình chưa hiểu lắm. Thang máy à? Wow. Phòng này phòng gì đấy? Sao nhà này rộng ấy? Nhà của thằng Pro nó bé xíu mà sao nhà này rộng ấy? Gì đấy? Nhà vệ sinh à? Sao nhà của Pro bé xíu mà nhà của thanh niên này rộng ấy? Nó núp nó mà tại sao nó xây được căn nhà kinh ấy? Đây có một căn phòng này. Khá đẹp luôn. Thế mình thử đi thang máy lên xem nào. Hay quá ta. Vãi nhở. Đặt cái đuốc ở xuống đây à? Từ chắc mình sẽ đi thử hết mấy cái nhà này đã. Ở dưới đây. Dưới đây còn có cái gì này? Phòng gì đây? Wow. Đây có mấy căn phòng như này. Hello. Mình đang ở đâu này, mình bị lạc. Như mình vừa chọn một cái trò chơi rồi nó bắt mình đi xuống dưới đây hay sao ấy. Hay quá ta. Wow. Mình bị choáng ngợp với lại cái chỗ này có cả điện thoại này. Vãi.
Thực sự nó là núp sao các bạn ơi? Có khi nó là giả vờ, nó không phải là núp không? Đi đây. Ồ, cái cửa automatic à? Mình chưa hiểu. Mình đi xuyên cái cửa luôn. Ôi, ơi, cái gì ấy? Ấy, thang máy đi xuống à? Wow. Cái gì ấy? Sao có nhiều thứ hay ho vậy? Wow, mình muốn đi lên. Mình sợ cái chỗ này quá. Oh shit, thang máy đi lên này. Vãi. Mình thề với các bạn là mình sẽ không thể nào tìm hiểu hết. Ui, mà tại sao cái cửa nó bị cái gì này? Thầy xây nhà như bị lỗi sao này? Mà cái cửa nó vẫn còn bị cái gì ấy? Ui mà mình không thể nào mà tìm hiểu hết được cái căn nhà của thầy luôn ấy. Đây là nhà tắm à? Wow. Vãi. Gì đây? Ồ, đóng cả cái này vào nữa này. Vãi cả lồng đèn trung thu luôn. Nhà vệ sinh à? Toilet à? Mình vứt cái gì xuống này? Nó kêu là vứt cái gì xuống. Chắc là vứt cái gì? Không có gì ở trong đây. Wow. Vãi lồng. Ủa vãi. Nhà to vậy. Nãy giờ nhà của thằng Pro mình đi có tí là xong rồi mà. Nhà hàng này nãy giờ mình đi hết bất ngờ đến bất ngờ khác luôn. Đâu đấy? Ui, mình lại đi vào đâu này? Mình lạc luôn ở trong căn nhà của thằng này luôn anh em ơi. Vãi thật. À, chúng ta có thể dùng mấy cái bột xương này để ốc của chim ở trên đây này. Dùng mấy cái bột xương này để cho mấy cây lớn lên. Mình sẽ quay trở lại thôi. Đây là cái vườn của nó ấy. Sao cái gì kinh rợn vậy ta? Đây có cái máy gì nè. Mình thử cái máy cho nào. Ui, máy làm hoa tự động á. What the hell? Ui vai. Ui thằng này. Ui, mình bắt đầu phải suy nghĩ. Ôi sao lại có đầu gà sinh tồn đây? Mình bắt đầu phải suy nghĩ lại về cái vấn đề mà nên xem ai pro hơn đấy các bạn ơi. Wow, mình thử đi qua bên đây nào. Có rồi. À, đây là quay trở lại chỗ cũ à? Ê, mình vừa đi qua bên nào thì mình vừa đi qua bên này đúng không? Bây mình thử đi qua bên này nào. Lại một căn phòng mới. Ui. Đóng cửa. Ê. Phòng này chắc là phòng ăn của nó quá. Sao lại có ông dân làng đây? What the hell? Có thể đổi cái gì đấy ông này này, mình cũng chả hiểu nữa. Vãi, nhạc nó pro quá anh em ơi. Vãi vậy. Gì đấy? Cái này không có công dụng gì à? Có thể nó có công dụng gì mà mình không biết à? Sao cái tivi gì đây? Đây là cái phòng nấu ăn hay là phòng gì của nó này? Vãi thật. Ui thằng này nó pro quá anh em ơi. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ là nó là gà nhưng mà thực sự nó pro vãi cả lồng. Ok. Vậy là còn cái nào? Vậy là ba cái này mình đi hết rồi. Hay chưa? Cái này mình chưa đi. Ây. Nhà nó có cả bể bơi nữa. Ồ, nó còn mở với cả đóng nước nữa. Không phải. Nhà này xịn vãi. Tắt nước đi này. Wow. Hay quá ta. Trời ơi, mình không biết. Mình không biết gì hết đâu nha. Mình bắt đầu quá khó để lựa chọn rồi mọi người. Bên đây có một cái gì này. Ô, bắp rang bơ luôn nè. À, ôi phải. Nhà nó có dạp chiếu phim luôn. Oh shit. Nhà lông gì đây? Nhà có cả dạp chiếu phim rồi các bạn. Ấn gì đấy? Ô, phim. Ô, phim đéo rồi có tí rồi. À đây. Phim có tí à? Nhưng mà ôi, nhà này có cả dạp chiếu phim luôn, ghê đấy. Thật không ngờ là nhà nó có cả dạp chiếu phim luôn. Tắt cái dạp chiếu phim đi đã. Mình sẽ đi ra ngoài để khám phá tiếp cái nhà của thằng núp nào. Vãi vậy. Gặp nước ngọt thế này. Coca Cola với cả là popcorn luôn. Đường xuống dưới như này. À không, vậy là mình đã đi xong ở cái chỗ này rồi. Wow. Đường xuống dưới luôn này. Phòng tranh luôn. Mình bị choáng quá các bạn ơi. Đi đây. Có nhiều thứ như này. Cái này là mấy cái gì ấy nhỉ? Ui. À, đổi màu đèn hiệu à? Wow. Vãi. Wow, thật nhà này xịn đây. Ấn đây chứ. Được cái gì ấy? Ấn vào đây. Ấn vào đây. Mình chưa hiểu cái này là cái gì. À, đây là mấy cái búp của cái đèn hiệu. Wow, mình có thể tắt cái đèn hiệu đi đúng không? Vãi.
thề luôn, vãi. Mình nghĩ là đây là cái cầu thang hay gì này. Có thể không phải. Nó kêu là... À, mình phải có một cái... Thôi cái này mình không hiểu lắm. Nhưng mà nhà của nó vãi thật. Các bạn có công nhận nó. Ui, cái gì đấy? Cái lồng gì ấy? Ui, gì á? Gì á? Thu nhún à? Nhà này có cả chỗ chơi thu nhún nữa này. Wow, phê ở nhà. Có cả chỗ chơi thu nhún nữa này. Rồi, không chơi nữa. Đi ra ngoài, mình phải đi lên thôi. Ui, vãi. Đây không phải là núp nữa, đây là Super Pro rồi các bạn ơi, chứ không phải núp nữa rồi. Mình phải đi lên xem. Mình hết bất ngờ đến bất ngờ khác ở cái nhà của thằng này. Sợ quá, nãy giờ vẫn được búp này. Ồ, nhà của thanh niên này kinh quá nhờ. Quay trở lại nè. Ồ, bá quá ta. Vãi thật. Ồ, hình như nãy giờ mình vẫn chưa đi hết phòng nữa sao ấy. Phòng này mình đi rồi thì phải đúng không? Ê, không, bây giờ mình đi phòng nào mình quên luôn rồi đấy. Ở đây có một cái nút này. Ồ, cái nút này tự động chảy nước xuống à? Nút này sao? Ồ, đây là một cái phòng khác à? Phòng này phòng gì đấy? Phòng này phòng lồng gì? À, phòng này lúc đầu mình đi rồi đúng không? Vậy là mình sẽ đi qua cái phòng này nước trước này. À. À, phòng này như lúc đầu mình đi rồi nè. Phòng này là phòng ngủ đúng rồi. Phòng này phòng ngủ lúc đầu mình đi nè. Wow. Có thang máy trong phòng ngủ luôn. Vãi trưởng. Vậy là cái phòng bên kia mình chưa đi. Đây, phòng bên này mình chưa đi, mình thử qua phòng bên đây. À chưa, bên đây mình cũng chưa đi nè. Mình sẽ đi qua phòng bên đây trước nhá. Wow. À, cái phòng này thì mình biết rồi này. Đúng rồi, phòng này là chính là cái phòng đầu tiên. Quên mất, phòng này là phòng lúc đầu mình vào. Đây là đường xuống dưới để ra mấy cái phòng bên kia. Vậy là mình chỉ còn cái phòng này là mình chưa tới thôi. À, phòng, còn mỗi cái phòng này mình chưa tới nè. Mình sẽ lấy cái đuốc này và đặt cái đuốc xuống đây. Không có gì xảy ra hết. What the hell? À đây. Wow. Đây còn một cái phòng nữa. Mình không hiểu phòng đấy. Ui, vãi cái gì đây? Mình tay máy quá ta. Mình nhân dịp thằng nhàng lúc đó không có ai ở nhà nên mình tay máy quá. Có tủ lạnh rồi này. Cái gì đây? Vứt một cái gì? Vứt một miếng thịt trước đây á. Mình làm gì có thịt đâu vứt nhở. Wow. Nó đang làm cái gì ở đây nè? Đây, vứt cái này xuống đây đúng không? Vứt xuống đây được cái gì ta? Chả có gì xảy ra hết. Thật vớ vẩn. Ok, bên đây sao? Bên đây cũng có một cái nút này. Cái gì vậy ta? À, một cái bản chế tạo tự động. Wow, cái tự động của thằng này nó còn xịn hơn cái tự động của thằng kia nữa các bạn ơi. Cái gì vậy? Nhà gì mà bá đây? Ui vãi. Ui, cái dương chế đồ của thằng này nó còn nhiều hơn cả dương chế đồ của thằng pro nữa ấy, các bạn ạ. Shit. Có đường xuống cái này. Vãi. Mình đi xuống xem ở dưới đây. Cái gì đây? Mình chưa hiểu cái gì ở đây hết. Mình cứ ăn bừa đi xem nào. À, phải có pad nữa ở đây. Chính là pad nhỉ. Mình sẽ để cái pad đây. Sau đó là gì ấy nhở? Nhập pad rồi mà không có gì hết. Mình nãy giờ mình nghịch bừa hết rồi lên. Ủa cái gì á? Wow. À, cái này là trao đổi. Khá là giống với lại nhà của pro. Nhưng mà có vẻ như là những cái công trình của thằng núp nó còn xịn hơn nữa các bạn ơi. Vãi, mình đang đắn đo không biết nhà của ai xịn hơn đây. Các bạn phải thay mình thôi, làm cái điều đấy thôi. Chứ mình không làm nữa rồi. Mình thấy quá khó khăn đối với mình rồi. Mình không thể làm được điều đấy. Nó quá kinh khủng. Vãi thật. Một căn nhà gọi là siêu hiện đại luôn. Có vẻ như mình đã tìm hiểu hết tất cả mọi thứ ở đây rồi các bạn ơi. Các bạn thấy căn nhà của ai đẹp hơn? Các bạn hãy comment bên dưới để mình biết nha. Các bạn ơi, các bạn thấy căn nhà của ai đẹp hơn các bạn ơi? Nãy giờ mình đã ngồi đắn đo suy nghĩ mãi mà mình vẫn không biết căn nhà của ai đẹp hơn hết. Các bạn hãy comment bên dưới nha. Các bạn là những cái giám khảo công tâm nhất. Các bạn hãy cho mình biết là nhà của Noob hay nhà của Pro xịn hơn bằng cái việc comment ở dưới với hashtag Noob hoặc là Pro. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào những cái cuộc đấu tranh tiếp theo của Noob cũng như là Pro nha.